Kể từ sau mùa mưa lũ năm 2009, cứ mỗi mùa mưa đến, người dân ven sông Ba, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai lại nơm nớp lo sợ bởi tình trạng sạt lở bờ sông lại diễn ra, trở thành mối đe dọa thường trực của hàng trăm hộ dân nơi đây. Tại ngã ba sông Ba và suối Cạn, xã Chư Cằm, mảnh vườn rộng hơn 3 sào của anh Nguyễn Huy Hoàng đang dần bị nuốt chửng bởi dòng sông dữ mùa mưa lũ. Mỗi mùa mưa, đất canh tác của anh lại bị thu hẹp, cây trồng bị cuốn trôi. Nhưng anh vẫn buộc phải bám víu vào mảnh đất này để sinh sống. Nhà thì chỉ có một chút đất như thế này nên là chỉ nuôi sống gia đình nên là cũng phải cố gắng dựa vào cái mảnh đất này mà để sinh sống để nuôi con. Mưa gió thì tối đôi khi là ngủ còn mất ngủ thì sợ. Không may là đôi khi thiên tai nó ở trên là nó chảy xuống, nước nó chảy xuống rồi mình chạy không kịp. Tình trạng sạt lở dọc sông Ba đã trở nên nghiêm trọng hơn những năm gần đây. Chỉ tính trên một đoạn sông dài vài km, hàng trăm hectare đất nông nghiệp đã biến mất sau những mùa mưa lũ. Nguy hiểm hơn, sự thay đổi dòng chảy bất thường đã khiến sông Ba xâm thực sâu vào đất liền, đặt nhiều làng mạc ven sông vào tình trạng báo động. Sạt lở lâu nay thì đủ con rất nhiều rồi, mộ má thì cũng trôi đi hết. Từ đó đến bây giờ còn sắp đây sau này nó cũng ảnh hưởng tiếp tục cho con đất đai của mấy chúng tôi là cũng bị nhau lên, nhưng mà sau này chắc lẽ là còn 5 năm hay là 10 năm rồi chắc ở đây không chắc không còn nữa. Qua thống kê của huyện Krông Pa, từ năm 2009 đến nay đã có hơn 22,7 km bờ sông suối trên địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng, trong đó có 13 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm. Hàng chục hecta đất sản xuất, đất ở của người dân đã bị xóa sổ, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế và ảnh hưởng nghiêm trọng trực tiếp đến đời sống của hơn 800 hộ dân. Mặc dù chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó, song đây chỉ là những giải pháp tình thế, chưa thể giải quyết triệt để vấn đề. Tình trạng là nó mang tính cũng khẩn cấp và ngân sách địa phương, cấp quyền, cấp tỉnh thì không đảm bảo được. Mà đỡ đảm bảo an toàn cho tài sản người dân, ở đây đất đai, nhà cửa, thì đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ cái kinh phí để cho Gia Lai, đặc biệt là ngân sách trung ương, để cho Gia Lai, Krông Pa xử lý tạm thời những điểm nặng nhất và nguy cơ gây thiệt hại nhất. Trước đó, huyện Krông Pa và tỉnh Gia Lai đã gửi tờ trình đến văn phòng chính phủ cùng các bộ ngành liên quan đề nghị hỗ trợ khoảng 200 tỷ đồng cho dự án cấp bách chống sạt lở bờ sông Ba dài 2 km. Dự án này được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả lâu dài, nhưng đến nay vẫn chưa được bố trí vốn. Trong khi mùa mưa lũ ở Gia Lai vẫn đang ở đỉnh điểm, kết hợp với biến đổi khí hậu khó lường, khiến nguy cơ sạt lở và thay đổi dòng chảy trên sông Ba đang trở thành mối đe dọa hiện hữu đối với dân cư sinh sống dọc bờ sông. Thưa quý vị, sau quá trình thử nghiệm và điều chỉnh từ ngày hôm qua mùng 1 tháng 11, hệ thống bệnh án điện tử của Bệnh viện Bạch Mai đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là bước tiến đột phá trong việc hiện đại hóa quy trình chăm sóc sức khỏe, quản lý hồ sơ y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và cải thiện trải nghiệm của người bệnh. Việc chuyển đổi sang bệnh án điện tử giúp tất cả thông tin về tình trạng sức khỏe, lịch sử bệnh lý và quá trình điều trị của bệnh nhân sẽ được lưu trữ và quản lý trực tuyến. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các bác sĩ và nhân viên y tế truy cập thông tin nhanh chóng, giảm thiểu sai sót trong quá trình chẩn đoán và điều trị. Bệnh án điện tử sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực như tiết kiệm thời gian, quản lý thông tin hiệu quả, giảm chi phí không cần in giấy tờ và phim chụp, liên thông dữ liệu và nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.